Khởi đầu tuần mới, thời tiết ngày đầu tuần trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ổn định, đêm không mưa, ban ngày có nắng sớm và kéo dài cả ngày. Nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi 35 đến 36 độ. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay, 11 tháng 3 như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, gió đông cấp 2 cấp 3, độ ẩm 68 đến 73%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, ngày nắng, mức nhiệt từ 32 đến 34 độ, gió đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm 70 đến 75%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm 72 đến 77%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông bắc, đông cấp 5, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 11 tháng 3 năm 2024, mực nước cao nhất 407 cm vào lúc 1 giờ 45 phút và mức thấp nhất 73 cm lúc 8 giờ 45 phút.